Thực hư loại rau chứa vaccine phòng COVID-19 có thể giúp người dân vượt qua đại dịch. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Chắc hẳn không ít cô bác ở đây khi nói đến kim tiêm là sợ mất mật, có đúng không nào? Nếu không sợ thì sau khi tiêm vaccine COVID-19, nhiều cô bác cũng bị đau buốt, nhức mỏi cánh tay mất mấy ngày. Thế nhưng có một tin mừng cho cô bác đây. Hiện nay, các chuyên gia đang nuôi trồng một loại rau có chứa vaccine mà cô bác chỉ việc ăn thôi là có thể chống lại COVID-19, chứ hoàn toàn không cần tiêm. Do đó, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí với cô bác cụ thể đó là loại rau nào và nó có ưu điểm nào vượt trội hơn hẳn so với vaccine của bác nhé. Trước tiên, cô bác cần hiểu loại rau này hoạt động như thế nào sau khi đi vào cơ thể. Loại rau mà tôi đang nói tới được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ mRNA là công nghệ được áp dụng cho hai loại vaccine có hiệu quả bảo vệ cao nhất, chính là vaccine Pfizer và Moderna đấy cô bác. Trong đó vaccine Pfizer có khả năng bảo vệ lên tới 95%, còn vaccine Moderna cũng không hề kém cạnh, có hiệu lực rơi vào 94%. Với công nghệ mRNA, sau khi tiêm hai loại vaccine này thì cơ thể của bác sẽ tự động sinh ra một dạng protein giống y hệt như cọng gen đặc trưng có trong con virus SARS-CoV-2. Sau đó hệ miễn dịch sẽ dựa vào nó để nhận biết đặc điểm của virus, học cách chống lại nó để sau này nếu như cô bác chẳng may lây nhiễm thì hệ miễn dịch sẽ nhận ra và chống lại virus thật sự, từ đó bảo vệ cơ thể. Công nghệ này cũng được các nhà khoa học áp dụng để nghiên cứu ra một loại rau có khả năng giống như một liều vaccine Pfizer hoặc vaccine Moderna. Có lẽ cô bác đang thắc mắc là quy trình nghiên cứu và sản xuất vaccine đâu phải dễ dàng. Liệu rằng một cây rau thì có thể thay thế được hay là không? Có thể đạt hiệu quả tốt ngang với vaccine không? Cô bác cứ hình dung là thế này. Trong lá rau thì có thành phần lục lạp để tạo nên màu xanh như chúng ta nhìn thấy đó cô bác. Các lục lạp này có khả năng mang trên mình các mã gen đến từ các sinh vật khác, không thuộc về bản thân nó. Cũng có nghĩa là nó có thể mang được mRNA chống lại virus SARS-CoV-2. Không những vậy, các lục lạp của rau xanh đóng vai trò là hấp thu ánh sáng mặt trời, chuyển thành năng lượng để nuôi cây. Việc cấy một mã gen khác lạ vào lục lạp không hề ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Không có chuyện cây bị chết hay là héo úa đâu, cô bác nhé. Trong thực tế thì đây cũng không phải lần đầu tiên con người phát hiện ra khả năng này của rau xanh. Nó đã được nghiên cứu và chứng minh từ lâu rồi. Dĩ nhiên với phương pháp này thì cô bác chỉ cần ăn rau chứ không cần tiêm vaccine mà vẫn an toàn trước đại dịch toàn cầu. Và cô bác có biết họ đang thử nghiệm trong loại rau nào hay không? Đó chính là rau chân vịt và rau diếp cá đấy cô bác. Hai loại rau này cực kỳ quen thuộc ở nước mình, nghĩa là nó có thể sinh trưởng tươi tốt ở môi trường nhiệt độ khí hậu của Việt Nam. Thậm chí là cô bác có thể tự trồng được. Cũng may không phải loại rau xa lạ nào nên tin chắc là cô bác đều có thể ăn được, có đúng không nào? Theo tôi được biết thì các chuyên gia họ hướng tới mục tiêu là một cây rau sẽ tương đương với một liều vaccine. Như vậy thì sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc tiêm vaccine, có đúng không nào cô bác? Sau khi biết tin này thì có nhiều cô bác cho rằng thay vì mất công sản xuất rau thì sao không chế ra thuốc chữa COVID-19 đi? Giống như viên thuốc con nhộng ấy, uống một viên là xong. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ với cô bác ngay sau đây một vài ưu điểm của loại rau này với vaccine, phòng cũng như là thuốc điều trị COVID-19 của bác nhé. Trước tiên là rau chứa vaccine lợi thế hơn hẳn, tiết kiệm được chi phí khổng lồ trong việc bảo quản cũng như vận chuyển vaccine. Cô bác có nhớ không, cả hai loại vaccine Pfizer và Moderna thì đều bắt buộc phải được bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh. Sau khi đã rã đông và mang ra chuẩn bị cho việc sử dụng mà chẳng may thừa ra thì sẽ phải bỏ đi chứ không thể cấp đông trở lại. Đặc biệt là vaccine Pfizer, nhiệt độ bảo quản tốt nhất của nó là từ âm 90 độ C cho đến âm 60 độ C. Ở điều kiện này, vaccine sẽ để được trong vòng 6 tháng, cũng là hạn sử dụng của vaccine đấy cô bác. Tuy nhiên khi vận chuyển sang các quốc gia khác và đem ra sử dụng, mình không thể đảm bảo được nhiệt độ này. Chẳng hạn như khi vận chuyển thì mình chỉ sử dụng thùng lạnh, buồng lạnh, kho lạnh và nhiệt độ thì chỉ đạt được đến mức là âm 25 độ C. Trong điều kiện nhiệt độ từ âm 25 độ C đến âm 15 độ C thì vaccine chỉ có thể bảo quản trong vòng 2 tuần. Sau khi đã mở nắp thì ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C, vaccine chỉ để được thêm 5 ngày mà thôi. Trong khi đó tại nước ta, không phải cơ sở tiêm chủng nào cũng có thiết bị có thể bảo quản được ở nhiệt độ âm 25 độ C đến âm 15 độ C. Bao gồm cả cơ sở tiêm chủng, bệnh viện hoặc là phòng khám. Thay vào đó, mình dùng thùng đựng vaccine đóng vai trò như kho bảo quản tạm thời, nhưng chỉ có thể để được trong vòng 10 ngày.
Như vậy rất khó khăn trong quá trình bảo quản vaccine, và trong trường hợp vaccine về mà mình không tiêm kịp thì hỏng coi như là bỏ hết. Việt Nam mình thì còn đỡ, chứ như các quốc gia nghèo nàn, kém phát triển hơn thì phải chật vật lắm mới có thể tiếp cận được vaccine. Rồi để bảo quản được vaccine cũng là một vấn đề hết sức lo ngại. Trong khi đó, ví như rau chân vịt, nó có thể sống được ở cả vùng lạnh lẫn vùng ấm, thậm chí là có xương giá và có thể sống quanh năm. Hơn nữa, mình lại có thể tự trồng được ngay tại nhà. Còn rau diếp cá thì cô bác cũng biết rồi, mọc hoang đầy ra, cứ chỗ nào ẩm thấp mát mẻ là nó lên rất xanh và tốt. Ít nữa, sau khi ý tưởng phát triển rau có chứa vaccine thành công trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ được tiến hành trồng đại trà ở khắp mọi nơi trên thế giới. Do đó cô bác không phải mất thời gian chờ đợi vaccine, không mất công bảo quản vaccine, nhà nước lại đỡ đi được bao nhiêu chi phí vận chuyển và bảo quản vaccine, có đúng không nào cô bác? Tiếp theo là đối với thuốc điều trị vaccine. Trước khi nói về thuốc điều trị vaccine thì tôi mong là cô bác hãy hiểu rằng chúng ta phòng bệnh lúc nào cũng tốt hơn là chữa bệnh. Như cô bác đã thấy rồi đấy, đối với những ai mà họ chưa được tiêm vaccine thì khi đã bị lây nhiễm dịch bệnh, họ thường có nguy cơ chuyển biến nặng, phải đấu tranh để giành giật sự sống mỗi ngày. Thậm chí là điều trị một thời gian dài mà không mang lại kết quả gì, dẫn đến tử vong. Trong khi đó, mặc dù vaccine không thể bảo vệ được tuyệt đối, sau khi tiêm vaccine, cô bác vẫn có thể bị lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, khả năng chuyển biến nặng hoặc tử vong gần như là bằng không. Chưa kể, nếu không có vaccine ngừa thì virus vẫn lây lan mạnh trong cộng đồng và nó có thể xuất hiện các đột biến nguy hiểm, chống lại cả vaccine lẫn thuốc điều trị. Không lẽ chúng ta cứ chạy theo để đối phó với con virus này mãi hay sao? Thuốc điều trị cũng có những lợi ích nhất định mà chúng ta không thể phủ nhận được. Nhưng cô bác hãy nhớ là vaccine ngừa thì vẫn lợi hơn nhiều so với thuốc điều trị. Còn để nói sâu hơn về thuốc điều trị COVID-19 thì hiện tại ở nước mình có hai loại thuốc đang được dùng, đó là Remdesivir và Monopiravir. Nhấn mạnh với cô bác là hai loại thuốc này đều có giá thành khá đắt đỏ. Trong đó, Remdesivir được điều trị cho những ca bệnh nặng, dùng dưới dạng lỏng hoặc đông khô và cũng phải bảo quản trong điều kiện kho lạnh với nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C cùng các trang thiết bị cầu kỳ tốn kém. Vì vậy mà một liều của nó có giá 520 đô la Mỹ, tương đương với gần 12 triệu đồng tiền Việt Nam. Một liệu trình mất 3.120 đô, nghĩa là hơn 70 triệu đồng đấy cô bác. Còn đối với thuốc Monopiravir, loại thuốc này là dạng viên được nghiên cứu dựa trên thuốc gốc chống lại virus cúm của bác nhé. Loại thuốc này có tác dụng là ngăn không cho virus sao chép, virus không thể nhân lên và sẽ bị đào thải nhanh chóng. Chính vì thế nên nó được dùng đối với cô bác nào bị nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu khi các triệu chứng còn nhẹ. Điển hình như trong thành phố Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua số ca nhiễm tăng lên quá nhanh và bệnh viện bị quá tải, nên họ đã thí nghiệm điều trị tại nhà cho những F0 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Trong đơn thuốc được cấp phát thì có thuốc Monopiravir. Cô bác nào sống trong thành phố Hồ Chí Minh đã từng là F0 điều trị tại nhà thì sẽ biết hình dáng và hiệu quả của loại thuốc này rồi. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn đang theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các bệnh nhân COVID-19 được điều trị với Monopiravir. Thực tế là trong quá trình điều trị, ngoài hai loại thuốc vừa rồi thì họ còn phải bổ sung thêm một vài loại thuốc khác. Thậm chí các bệnh nào nghiêm trọng còn phải nhờ đến sự trợ giúp của bình oxy, chứ không phải cứ uống thuốc là xong đâu cô bác. Nói tóm lại, rõ ràng cô bác thấy là rau có chứa vaccine ngừa COVID-19 thì có nhiều ưu điểm hơn so với cả vaccine lẫn thuốc điều trị, có đúng không nào? Giá cũng rẻ, không mất công bảo quản, không phải chờ đợi, có thể tự trồng được và ăn được một cách dễ dàng, cũng không gây khó chịu. Đặc biệt, đây là một tin mừng đối với cô bác nào sợ tiêm hay là mắc hội chứng áo choàng trắng. Cứ gặp bác sĩ là tim đập loạn lên hoặc huyết áp tăng cao đột ngột đấy cô bác. Hiện tại, loại rau này đang được nghiên cứu và có tiềm năng rất cao. Cô bác hoàn toàn có thể hy vọng về viễn cảnh, không cần tiêm vaccine, chỉ cần ăn rau xanh là có thẻ xanh COVID. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi nghiên cứu này thành công, mình vẫn cần có biện pháp để phòng vệ trước đại dịch. Cô bác đừng quên là sức đề kháng vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng đấy cô bác. Do đó tôi sẽ chỉ ra 3 loại thực phẩm vô cùng quen thuộc có khả năng tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, giúp chống lại COVID-19. Cô bác lưu ý bổ sung thêm vào thực đơn ăn uống mỗi ngày cho cả nhà cùng khỏe mạnh cô bác nhé. Thứ nhất là các loại trái cây họ cam, quýt. Trái cây họ cam quýt bao gồm cả chanh, bưởi. Đứng đầu trong danh sách này là bởi vì nó có chứa hàm lượng lớn vitamin C, lại có vị chua chua, ngọt ngọt, rất dễ ăn. Cũng có thể vắt ra thành nước uống tươi mát. Trong đó vitamin C là chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.
bởi vì dưỡng chất này đóng vai trò làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Cơ thể mình lại không thể tự sản sinh hoặc là tổng hợp vitamin C, do đó mình bắt buộc phải bổ sung thông qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Và các loại trái cây họ cam quýt như là bưởi, cam, chanh là những nguồn rất giàu vitamin C. Đặc biệt, chỉ một quả cam cỡ trung bình đã cung cấp đủ nhu cầu vitamin C mỗi ngày cho chúng ta rồi. Không những vậy, trong thành phần của các loại quả này còn có chứa nhiều khoáng chất mà cơ thể cần có để hoạt động bình thường, bao gồm vitamin B tham gia vào quá trình trao đổi chất, kali giúp điều hòa và cân bằng lượng nước cũng như các chất điện giải. Ngoài ra, chúng rất giàu các hợp chất thực vật có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Do đó, cô bác tích cực ăn các loại trái cây có muối thì sẽ gia tăng khả năng phòng ngừa trước các loại virus và vi khuẩn gây bệnh, cô bác nhé. Tiếp theo là bông cải xanh hay súp lơ. Bông cải xanh là loại rau có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, bao gồm vitamin A, vitamin C, vitamin E, chất xơ và các chất chống oxy hóa khác. Mà đặc trưng chung của vitamin thì cô bác đều biết rồi đấy. Nó góp phần tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động của cơ thể, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm hoặc tổn thương, đồng thời giúp cho các tổn thương sẵn có mau chóng hồi phục. Tuy nhiên, khi thêm bông cải xanh vào trong chế độ ăn uống, cô bác chỉ nên hấp hoặc là luộc sơ qua để giữ nguyên vẹn lượng vitamin và khoáng chất có trong bông cải xanh. Nếu có thể thì ăn sống là tốt nhất, cô bác nhé. Cuối cùng, đó chính là sữa chua. Các men vi sinh có trong một số loại sữa chua có thể cải thiện khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cơ thể đấy của bác. Gần 70% hoạt động của hệ miễn dịch diễn ra trong ruột, mà hệ tiêu hóa càng tốt thì sức đề kháng sẽ càng mạnh. Các lợi khuẩn trong sữa chua giúp cho hệ tiêu hóa cân bằng và giúp cho cơ thể hấp thụ dinh dưỡng, làm tăng cường đề kháng. Do đó, cô bác cũng nên ăn sữa chua mỗi ngày. Sẽ tốt hơn nếu như cô bác có thể ăn sữa chua không đường hoặc ít đường, hoặc là loại sữa chua uống, cô bác nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.